Mến chào quý anh chị. Vị trí hiện tại đang đứng thuộc khu vực xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Lô đất ngày hôm nay muốn giới thiệu với anh chị có tổng diện tích là 3.600 m². Trên đất đã có sẵn 400 m² thổ cư. Chiều ngang là 36 m, dài là 100 m. Trên đất đã có sẵn một căn nhà cấp 4. Như anh chị thấy ở trước mắt. Và bán mặt tiền đường bê tông là 36 m nha quý anh chị. Lát em sẽ ra ngoài quay lại cái trục đường hạ tầng để anh chị mình theo dõi. Ranh giới là từ cái hướng trụ điện sang phía bên phải màn hình là 36 m nha quý anh chị. Đất là đất thế dương. Phần ở dưới thì đã được dệt cấp cho bằng mặt đường, còn phần đằng sau là cao hơn mặt đường nha quý anh chị. Sẽ dần dần cao lên phía trên này. Thì trên đất hiện tại đang có sẵn cà phê trồng và các loại cây ăn trái kèm theo, bao gồm mắc ca và cây bơ. Bơ thì đã có thể thu hoạch ở một số cây rồi, còn mắc ca thì hiện tại nó còn nhỏ. Cà phê cũng đã cho thu hoạch hàng năm rồi nha quý anh chị. Giá là 500 triệu trên một sào, tương đương với 500 ngàn trên 1 m², một mức giá khá là tốt ở thời điểm hiện tại. Anh chị nào mà mình đang tìm một căn nhà vườn thì mình có thể tham khảo lô đất này. Mình vừa canh tác nông nghiệp, mình vừa làm nhà vườn nghỉ dưỡng, tận hưởng khí hậu mát mẻ của Lâm Đồng với một mức giá hợp lý. Đất của mình thì nằm trong khu dân cư hiện hữu như quý anh chị. Bên này có cây mắc ca đây. Này là bơ. Đất thế dương như quý anh chị. Đất là màu mỡ tơi xốp, đất đỏ. Từ vị trí đất của mình di chuyển về khu vực tiện ích trường, chợ ủy ban chỉ 1.5 km thôi quý anh chị. Mình ra ngoài trục đường chính, đường bê tông này, mình rẽ tay trái là mình sẽ di chuyển ra đường nhựa chính 725 để mình di chuyển về khu vực ủy ban nhân dân xã. Đấy, anh chị thấy thì xung quanh dân cư đã hiện hữu hết rồi và cảnh quan xung quanh cực kỳ là đẹp. Hạ tầng đều đã đồng bộ và hoàn thiện hết rồi. Căn nhà này mình làm nhà cấp 4 cũng được khoảng diện tích là 200 m² đó quý anh chị. Một cái diện tích vừa đủ. Nếu như anh chị nào mình tận dụng được cái khoảng diện tích này, mình nâng cấp, mình sơn lại thì mình cũng đã có thể sử dụng được rồi, chứ cũng không cần thiết mình phải xây lại. Mình chỉ cần trang trí, bài trí lại một số cái thiết kế ở bên trong cũng khá là đẹp nha quý anh chị. Trước nhà còn có một số cây mít và cây khế. Giá là 1.8 tỷ nha quý anh chị. Một mức giá hợp lý để mình sở hữu vào thời điểm hiện tại. Đây, tổng quan ngôi nhà của mình. Và đây là phần đất cao hơn mặt đường ở phía trên. Mít cũng đã có trái hết rồi. Ngoài này mình có một cây khế nha quý anh chị. Hai cây. Rất là mát. Chưa tới mùa nên chưa có ra trái. Mình bán mặt tiền đường bê tông là 36 m nha quý anh chị. Dài là 100 m, diện tích rất là đẹp. Đường bê tông di chuyển rất là thuận tiện. Tuyến này là tuyến đường thông dân sinh nha quý anh chị. Đang dưới đất của mình là từ cái hàng rào này sang phía bên trái này là 36 m. Ô tô có thể di chuyển thoải mái đây. Mình có thể tránh nhau được nha quý anh chị. Ở đây sử dụng nguồn nước là nguồn nước giếng khoan và giếng khơi. Kèm theo đó là mình sẽ sử dụng thêm là máy lọc nước nha quý anh chị. Đất thế dương cực kỳ đẹp. Giá là 1.8 tỷ. Anh chị nào quan tâm tới vị trí lô đất này có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại em để ở phần mô tả để có thể đưa anh chị tới và có cảm nhận khách quan nhất. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị một ngày tốt lành.